đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản và qua trận đấu đó, có ý kiến cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo nên có sự thay đổi về nhân sự. Trong đó, vấn đề nhận được sự quan tâm nhất chính là việc có nên gạt tiền vệ Phan Văn Đức ra ngoài ở trận đấu với Ả Rập Xê Út hay không. So với các trận đấu trước đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có khá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát trận gặp Nhật Bản. Ngoài trường hợp bất khả kháng thủ môn Văn Toàn, Văn Lâm đều dính chấn thương, thì sự có mặt ngay từ đầu của Tấn Trường không có bất ngờ. Nhưng ở phía trên, sự xuất hiện ngay từ đầu của Công Phượng đem đến những sự thú vị khi anh đá thay Văn Đức. Tuy nhiên, đến hiệp 2, Văn Đức được tung vào sân gây nên nhiều sự tranh cãi. Cầu thủ người Nghệ An khi tung vào sân không để lại dấu ấn và sau đó được thay ra bởi Xuân Trường. Trong 38 phút được ông Park tung vào sân, Văn Đức không đem đến sự an tâm của người hâm mộ. Trên chuyền người Nghệ An có 8 đường chuyền với tỷ lệ chuyền thành công 62,5%, nhưng không có bất cứ pha qua người thành công nào, cũng như có pha kiến tạo hay dứt điểm nào đáng kể. Dường như Văn Đức đang chịu áp lực sau chuỗi trận thi đấu có phần mờ nhạt, không phát huy được các pha đi bóng tốc độ, xử lý thông minh để xuyên phá hàng thủ đối phương như anh từng thể hiện trong quá khứ. Tất nhiên, việc sử dụng cầu thủ do huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định và phục vụ cho ý đồ chiến thuật của mình. Nhưng khi Văn Đức không còn đem đến sự hiệu quả, thì có lẽ phương án thay thế anh ở thời điểm các pha tấn công của chúng ta gặp bế tắc. Cũng chính vì phong độ mờ nhạt của Văn Đức, người ta lại dấy lên vấn đề ông Park có sai lầm hay không trong việc sử dụng Văn Đức. Nhìn Văn Đức vật vờ trên sân, không ai còn nhận ra những tố chất thiên bẩm của tiền vệ cơ động bậc nhất của đội tuyển Việt Nam ngày nào. Văn Đức là cầu thủ có phẩm chất chuyên môn tốt, nhưng giai đoạn này anh không duy trì được phong độ cao, nên càng cố gắng anh lại lâm vào bế tắc. Thật ra, không phải đến bây giờ, mà ngay từ trước lượt trận thứ 3, những dấu hỏi liên tiếp về Văn Đức đã xuất hiện dồn dập. Có rất nhiều ý kiến cho rằng Phan Văn Đức đã chơi không tốt và huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải trao cơ hội cho người khác. Những ý kiến khác lại suy nghĩ, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và anh vẫn là mắt xích, là sợi dây liên lạc không thể thiếu trong cách chơi của đội tuyển quốc gia. Thật ra, mỗi người có một lý lẽ, một lăng kính để đánh giá năng lực, phong độ của một cầu thủ. Cần phải khẳng định, Phan Văn Đức đã chơi không đúng với sự kỳ vọng của nhiều người. Nói về Đức Cọt, người ta vốn dĩ quen với hình ảnh một cầu thủ chơi bóng thông minh và bùng nổ ở những thời điểm khó tin nhất. Sau những ngày vật lộn với chấn thương, nhìn cái cách Phan Văn Đức tỏa sáng trong màu áo Sông Lam Nghệ An mùa giải 2021 với những bàn thắng thuộc hàng cực phẩm cũng đủ để gieo niềm tin và cảm hứng cho những người yêu mến anh. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE, Phan Văn Đức đá chính cả 3 trận nhưng anh đã không để lại quá nhiều dấu dày trên sân. Nếu đặt bên cạnh người đá cao nhất trên hàng công với anh là Tiến Linh hay Quang Hải thì cầu thủ của Sông Lam Nghệ An mờ nhạt hơn khá nhiều. Tuy nhiên, cũng phải công tâm, Văn Đức đã hoàn thành rất tốt trong việc tham gia phòng ngự. Đến 2 trận đấu với Ả Rập Xê Út và Australia, Đức Cọt nhận được rất nhiều lời chê bai. Mặc cho những con số, những phân tích cụ thể chứng minh anh đã chơi tốt, đúng nhiệm vụ của mình. Như đã nói, Phan Văn Đức đã được đặt rất nhiều sự kỳ vọng. Sau một lần trò chuyện với chúng tôi, chính anh cũng thừa nhận rằng nhiều khi anh thấy áp lực khủng khiếp từ sự kỳ vọng đó. Và anh cũng hiểu, thầy Park cũng phải cân đo, nghĩ suy rất nhiều để lựa chọn anh. Lúc đó đã có phóng viên từng hỏi Đức Cọt rằng, nếu bị huấn luyện viên Park Hang-seo cho ngồi dự bị thì có phải là một giải pháp tốt cho anh? Không một chút chần chừ, tiền đạo này đáp rằng câu chuyện đó thuộc về quyết định của ban huấn luyện. Là cầu thủ, đá ở vị trí nào, dự bị hay đá chính đều phải nỗ lực phục vụ cho ý đồ chiến thuật, sự hiệu quả trong cách chơi. Nói thẳng ra, khi được chọn, cầu thủ phải phụ sự cho ý tưởng của ban huấn luyện. Thậm chí, nhiều người phải hy sinh để làm tốt nhất nhiệm vụ được giao phó. Còn thành công hay không thành công, hãy để ban huấn luyện đánh giá. Huấn luyện viên Park Hang-seo có ưu ái cậu học trò hay không? Có lẽ chỉ có nhà cầm quân này biết. Nhưng hẳn rằng, ông không dại dột đến mức dùng một cầu thủ ra sân. Rồi đứng đó như hình hài một pho tượng. Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng, đợt giữa năm vừa qua, Phan Văn Đức đã ký hợp đồng mới với Sông Lam Nghệ An. Anh sẽ nhận mức lương khoảng 60 triệu đồng một tháng và mức lót tay dao động trên 10 tỷ đồng cho 3 năm gắn bó tiếp theo với đội bóng xứ Nghệ. Có được số tiền lớn, hợp đồng thì đã ký, thì anh có còn phải lăn tăn, giữ gìn đôi chân để bảo vệ giá trị của mình nữa đâu. Và khi đó, đáng nhẽ anh phải máu me hơn, nhiệt huyết hơn trên sân cỏ. Nhưng đáp lại, anh lại thể hiện bộ mặt nhợt nhạt đến khó tin trong suốt nửa năm qua.
Trong năm 2018-2019, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gây ngạc nhiên với giới chuyên môn cũng như chính đối thủ vì liên tục có những quyết định sử dụng con người đầy bất ngờ. Và chính điều đó đã góp phần giúp cho đội tuyển Việt Nam trở nên khó lường và hạ gục được nhiều đội bóng được đánh giá cao hơn. Đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ngoài việc đối đầu với các đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu lục, thì việc xoay chuyển bộ khung ít khi xuất hiện tại đội tuyển Việt Nam. Bây giờ, khi vấn đề cạnh tranh tấm vé đi tiếp với đội tuyển Việt Nam đã trở nên khó khăn, thì biết đâu ông Park sẽ thực hiện những sự thay đổi về nhân sự, vừa giảm áp lực, mật độ thi đấu liên tục của cầu thủ, và đồng thời biết đâu sẽ tạo nên yếu tố bất ngờ với đối thủ. Trận đấu với Ả Rập Xê Út tới đây được dự báo sẽ khó khăn không kém gì so với việc đối đầu với Nhật Bản, bởi đội bóng vùng Tây Á đang dẫn đầu bảng B với mạch bất bại. Ở lượt trận đầu, đội tuyển Việt Nam đã thua 1-3 và trận đấu tới đây sẽ rất gian nan với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng biết đâu, khi yếu tố thắng thua được gạt sang một bên, ông Park sẽ xoay chuyển lực lượng với hình hài mới ở đội hình xuất phát. Hiện nay, quân số ở các tuyến của đội tuyển Việt Nam khá dồi dào và điều đó cho phép ông Park sẽ thi triển những sự thay đổi nhân sự để tạo ra yếu tố bất ngờ trong cách chơi của đội tuyển Việt Nam. Sau 5 lượt trận ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chưa có được điểm nào. Trong khi bằng thời điểm này 4 năm trước, đội tuyển Thái Lan đã có điểm số đầu tiên. Xét về thành tích, Việt Nam, đội tuyển Đông Nam Á thứ 2 tham dự vòng loại cuối cùng World Cup trong 20 năm qua đã thua cả 5 trận, ghi 4 bàn và thủng lưới 11 bàn. Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022 khi khoảng cách giữa Việt Nam và đội đứng đầu bảng Ả Rập Xê Út hiện là 13 điểm. Trong khi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vẫn còn 5 trận đấu ở giai đoạn lượt về nữa, tuy nhiên, xét trên thực tế với trình độ còn khiêm tốn so với đẳng cấp châu Á, giấc mơ World Cup là xa vời với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đối chiếu với thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan cách đây 4 năm trước, cũng tại vòng loại thứ 3 World Cup, đội tuyển Việt Nam hiện tại đang kém hơn về thành tích. Khi đó, Thái Lan cũng thua ở 4 lượt đầu trước Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, UAE, Iraq. Nhưng đến lượt trận thứ 5, đoàn quân của huấn luyện viên Kiakisak đã có trận đấu rất hay trên sân nhà Raras Mangala. Chanathip và các đồng đội đã hòa 2 đều trước Australia để có điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Ngoài ra ở vòng loại đó, Thái Lan có thêm một trận hòa nữa trước UAE cũng trên sân nhà, qua đó có 2 điểm chung cuộc. Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận việc đội tuyển Việt Nam phải trải qua 5 thất bại ở vòng loại World Cup 2022 khiến cho ông và các cầu thủ cảm thấy bị stress và áp lực. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, xưa nay đội tuyển Việt Nam thường đá với các đội Đông Nam Á thôi, nhưng hiện tại Việt Nam đang gặp những đội tuyển hàng đầu châu Á. Đôi khi, các cầu thủ tự ti khi gặp những đối thủ mạnh hàng đầu châu Á như vậy. Chúng ta đặt tham vọng cơ thì đó mới là quá sức. Dẫu sao đây cũng là cách để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm để nỗ lực phát triển hơn nữa. Rất nhiều khó khăn bùa vây, ông Park, đội tuyển Việt Nam hay Văn Đức có dứt ra được cả khối áp lực đang đè nặng lên vai để trở lại là chính mình hay không? Đó luôn là câu hỏi khó trả lời và chúng ta hãy chờ đợi vào màn trình diễn trước Ả Rập Xê Út vào đêm 16 tháng 11 tới đây.